Ngài chi tiết nhỉ? Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với ngữ pháp bài số 10 với tiêu đề tồn tại. Ở ngữ pháp bài này chúng ta sẽ học qua cách nói chỉ tồn tại của con người, con vật hay những đồ vật xung quanh chúng ta. Sau khi học xong bài này, các bạn có thể dễ dàng miêu tả ở một địa điểm nào đó có ai, con gì hay đồ vật gì đó. Dewa benko shimasho. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Ở ngữ pháp bài số 10 sẽ bao gồm những mẫu ngữ pháp cơ bản như sau. Ngữ pháp thứ nhất, địa điểm ni n ga imasu. Có n là ai, con gì ở địa điểm nào đó. Ngữ pháp số 2, địa điểm ni n ga arimasu. Có n là đồ vật ở địa điểm nào đó. Ngữ pháp số 3, n wa địa điểm ni imasu. N là ai, con gì thì có ở địa điểm nào. Muốn nhấn mạnh n. Ngữ pháp thứ 4, N wa địa điểm ni arimasu. N là đồ vật thì có ở địa điểm nào. Muốn nhấn mạnh N. Vào mẫu ngữ pháp thứ nhất. Địa điểm ni N ga imasu. Với ý nghĩa diễn tả trạng thái có N là người, động vật đang tồn tại ở một địa điểm nào đó. Trợ từ đi với động từ imasu sẽ là trợ từ ga. Địa điểm nơi mà N, người, động vật tồn tại sẽ được biểu thị bằng trợ từ ni. Đối với câu khẳng định, chúng ta sẽ có n ga imasu và phủ định sẽ là n ga imasen. Chú ý, không sử dụng n ga imasu cho đồ vật. Trong trường hợp không có ai, chúng ta sẽ dùng daremo imasen, không có ai cả. Vào ví dụ thứ nhất, kaisa ni jisuse ga imasu. Câu này có nghĩa là ở công ty có thực tập sinh. Kaisa sẽ là địa điểm đi với trợ từ ni. Jisuse sẽ là n chỉ người. Đi với trợ từ ga cộng với imasu. Ở công ty có thực tập sinh. Ví dụ số 2, kaigi shitsu ni Nguyen-san ga imasu. Trong phòng họp có anh Nguyễn, thì anh Nguyễn có ở địa điểm nào? Địa điểm đó sẽ đi với trợ từ ni kaigi shitsu ni, và có anh Nguyễn sẽ là Nguyen-san đi với trợ từ ga Nguyen-san ga imasu. Đối với câu hỏi, người A hỏi koibito ga imasu ka, bạn có người yêu chưa? Đây là câu hỏi hay ye, trong trường hợp có chúng ta sẽ trả lời là hay imasu, vâng tôi có. Còn không sẽ là ye imasen, không tôi không có. Hay câu hỏi nghi vấn từ, uchi ni dare ga imasu ka? Trong nhà bạn có ai vậy? Người ta hỏi là trong nhà của bạn có ai? Thì người này trả lời là ryoshin to imoto ga imasu, có bố mẹ và em gái. Nghi vấn từ chỉ người sẽ là dare. Vào ví dụ số 5. Toile ni dare ga imasu ka? Trong phòng vệ sinh có ai vậy? Nhìn vào đây thì không thấy ai cả, người ta sẽ trả lời cụm từ dare mo imasen, không có ai hết. Vào ngữ pháp số 2, địa điểm ni n ga arimasu. Ý nghĩa diễn tả trạng thái có n. N là đồ vật chỉ sự hiện hữu của những đồ vật vô tri vô giác đang có ở địa điểm nào đó. Trợ từ đi với động từ arimasu cũng sẽ là trợ từ ga. Địa điểm nơi mà N đồ vật đang tồn tại sẽ được biểu thị bằng trợ từ ni. Khẳng định chúng ta sẽ có N ga arimasu và phủ định sẽ là N ga arimasen. Chú ý không sử dụng N ga arimasu cho con người và động vật. Trong trường hợp không có vật gì chúng ta sẽ dùng nanimo arimasen, không có cái gì cả. Vào ví dụ thứ nhất, heya ni toke ga arimasu. Câu này có nghĩa là trong phòng có đồng hồ. Thì heya sẽ là địa điểm đi với trợ từ ni, toke sẽ là đồ vật cộng với trợ từ ga arimasu. Vào ví dụ số 2, asoko ni biru ga arimasu. Ở đằng kia có tòa nhà cao tầng. Thì ở đằng kia là địa điểm asoko ni và tòa nhà cao tầng sẽ là biru ga arimasu. Câu hỏi Ikai ni toile ga arimasu ka? Ở tầng 1 có nhà vệ sinh không? Thì đây là câu hỏi trả lời hay ye. Trong trường hợp có chúng ta sẽ trả lời hay arimasu, vâng có. Còn không sẽ là ie arimasen, không không có. Câu hỏi nghi vấn từ. Người A sẽ hỏi tsukue ni nani ga arimasu ka? Ở bàn có cái gì vậy? Nghi vấn từ chỉ vật sẽ đi với nani. Chúng ta nhìn vào bàn ta thấy có cục tẩy đúng không? Thì chúng ta sẽ trả lời là Kesigomu ga arimasu, có cục tẩy. Còn nếu mà chúng ta muốn nói địa điểm vào, chúng ta sẽ nói luôn cụm từ Tsue ni kesigomu ga arimasu, có cục tẩy ở bàn.
Vào ví dụ số 5, Anoheya ni nani ga arimasu ka? Trong phòng đằng kia có cái gì vậy? Đây, nhìn vào đây không có gì cả, chúng ta sẽ trả lời là nani mo arimasen, không có cái gì hết. Chúng ta thêm một phần bổ sung, đó là cách thêm trợ từ ya và na đồ. Dùng để liệt kê các đối tượng tiêu biểu hai danh từ trở lên. Ở danh từ cuối cùng có thể thêm hoặc không thêm na đồ. Trong trường hợp thêm na đồ vào cuối câu, sẽ nhấn mạnh phía sau còn những vật khác nữa. Koen ni kia izu ga arimasu. Ở trong công viên có nào là cây, nào là ghế. Hoặc muốn nhấn mạnh thêm những vật khác nữa, ông ta có thể nói là Koen ni kia izu na đồ ga arimasu. Thêm na đồ vào. Trong công viên nào là cây, nào là ghế và còn nhiều vật khác nữa. Vào ngữ pháp số 3, N quá địa điểm ní imas. Với ý nghĩa N là người động vật thì có ở địa điểm nào? Đây là mẫu câu để nói N, người động vật, đang có ở một điểm nào đó. Danh từ N được đưa lên làm chủ ngữ của câu và là chủ đề nhằm nhấn mạnh N. Khi nhấn mạnh N thì trợ từ gá sẽ được chuyển thành và. Khi muốn hỏi N đang ở đâu thì sử dụng nghi vấn từ chỉ địa điểm, đó là doko. N wa doko ni imasu ka? N thì có ở đâu vậy? Ví dụ, Yamada-san wa jimusho ni imasu. Anh Yamada đang ở văn phòng. Đối với câu hỏi nghi vấn từ, Namu-san wa doko ni imasu ka? Bạn Nam đang ở đâu vậy? Thì thầy giáo hỏi bạn này là bạn Nam đang ở đâu? Bạn này biết địa điểm nên trả lời là Kaidan ni imasu, ở cầu thang ạ. Chắc là đang chơi ở cầu thang rồi. Nghi vấn từ của địa điểm chúng ta sẽ sử dụng doko. Chú ý, đề sư cũng có thể thay thế cho động từ imasu hoặc arimasu khi động từ đó đã được nói đến hoặc đã xác định. Ví dụ như sau, Sato san wa doko ni imasu ka? Anh Sato ở đâu vậy? Thì bạn này hỏi bạn này, anh Sato đang ở đâu vậy? Toilet desu, ở nhà vệ sinh ạ. Kết thúc của imasu và arimasu chúng ta cũng có thể thay bằng đề sư. Tiếp theo vào câu chốc thứ tư, N wa địa điểm ni arimasu. Ý nghĩa, N là đồ vật thì có ở địa điểm. Đây là mẫu câu để nói N là đồ vật đang có ở một địa điểm nào đó. Danh từ N được đưa lên làm chủ đề của câu nhằm nhấn mạnh N. Khi nhấn mạnh, trợ từ gá sẽ được thay bằng trợ từ wa. Còn khi muốn nói N đang ở đâu thì chúng ta sử dụng nghi vấn từ chỉ địa điểm, đó là doko. Danh từ N wa doko ni arimasu ka? N thì đang có ở đâu vậy? Vào ví dụ thứ nhất, Pasokon wa tsukue ni arimasu. Máy tính thì đang có ở trên bàn. Đây, máy tính đang có trên bàn. Khi muốn nhấn mạnh Pasokon, chúng ta đưa ra làm chủ ngữ của câu thì trợ từ ga sẽ được thay bằng trợ từ wa. Và có địa điểm nào thì địa điểm đó ni, tsukue ni, và có đó là arimasu. Câu hỏi nghi vấn từ Suichi wa doko ni arimasu ka? Công tắc nằm ở đâu vậy? Người này nằm ở đằng kia sẽ trả lời Asoko ni arimasu, có ở đằng kia. Hay ví dụ số 3, Limokon wa doko ni arimasu ka? Điều khiển từ xa nằm ở đâu vậy? Thì bạn này bạn không biết nằm ở đâu cả, bạn sẽ trả lời là Sumimasen wa karimasen. Xin lỗi tôi không biết. Thì đây là câu trả lời lịch sự. Nếu mà chúng ta trả lời ie hoặc karimasen vẫn được, nhưng mà sumasen thể hiện sự lịch sự hơn. Vào ngữ pháp bổ sung, đó là n no, n2 vị trí. N1 no, n2 là cụm danh từ chỉ địa điểm. Ví dụ như tsukue no shita, dưới bàn, hay là tsukue no miji, bên phải bàn. Vân vân, và chúng ta có nhiều cách nói khác nữa. Là danh từ chỉ địa điểm nên những trợ từ đi theo danh từ chỉ địa điểm như là đế, ní thì sẽ không thay đổi. Vào ví dụ thứ nhất, tsukue no shita ni kutsu ga arimasu. Dưới bàn có đôi giày, vị trí của chúng ta là dưới bàn. Vị trí đó là shita. Shita khi kết hợp với một danh từ, chúng ta sẽ nối với nhau bằng trợ từ no, tsukue no shita. Hay ví dụ số 2, ansan wa kacho no heya no naka ni imasu. Chị An đang có ở phòng trưởng nhóm. Thì phòng trưởng nhóm ta thêm naka vào là vị trí trong phòng. Trong phòng của trưởng nhóm. Vậy là chúng ta đã học xong ngữ pháp của bài số 10 rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo. Minasan, arigatou gozaimashita.